lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7 ngày 26 tháng 9 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, chính tài mà lại tín hiệu tốt để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông, nhờ có tam hợp phù trợ mà người tuổi Tý có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. Đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người. Lại thêm ngũ hành kim sinh thủy còn giúp cho tình cảm thêm mặn nồng. Các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi với nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của những chú chuột nhắc nhở con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu, chỉ những thứ gì thực sự cần thiết thay vì cứ mua bán, y theo ý muốn, kẻo tiền bạc sẽ thất thoát rất nhanh đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy luôn đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc nên hạn chế mua sắm chi tiêu hoặc mua món đồ phải thật sự cần thiết. Còn số may mắn 4, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, chính quan trợ mệnh, người tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang được giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Thổ sinh kim giúp đường tình duyên của những chú trâu thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại bên nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim gặp nhiều thuận lợi trong công việc mà không vất vả quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ hãy cứ tin tưởng vào năng lực sẵn có của bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc người độc thân tìm được người phù hợp trong khó khăn. Còn số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Dần. Xem lịch ngày tốt, cục diện thân dần tương xung tác động lên vận trình hôm nay của người tuổi Dần, báo hiệu những chuyện không mấy may mắn có thể xảy ra trong ngày thứ 7 này với bản mệnh. Chuyện tình cảm của những chú hổ không được suôn sẻ, mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, rạn nứt, có thể mất nhiều thời gian để hàn gắn lại. Bù lại, thực thân che chở cho tài vận của bản mệnh nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn, buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy nhiều chuyện không may xảy ra, vận trình ảm đạm. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa tình cảm không được suôn sẻ, có nhiều vấn đề dẫn đến rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ tài vận hành thông với người theo nghiệp kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn. Còn số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng,
quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, công việc của người tuổi Mão đang không gặp ít trúc trắc do bị thương quan ngáng trở. Những rắc rối từ đầu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do bản mệnh đã có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình. Hiệu suất công việc giảm sút đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân mình trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chảnh mảng của bản thân đấy. Ngày Mộc Kim bất dung, quan hệ giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Công việc tràn ngập rắc rối gần như đã chiếm hết quỹ thời gian của những chú mèo nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người ấy nữa. Đừng gạt bỏ người bên cạnh mình ra một bên như vậy, bạn có thể chia sẻ để người ấy hiểu và thông cảm. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, công việc gặp nhiều trục trặc, rắc rối ập đến bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, lơ là trách nhiệm bởi đầu óc có nhiều bận tâm ngoài lề. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đường thăng tiến bị cản trở khi hiệu suất công việc giảm sút. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cần sớm chấn chỉnh lại bản thân trước khi bị khiển trách. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tình cảm rối ren do không dành thời gian quan tâm đến nửa kia. Còn số may mắn 7, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, đen, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tam hợp nâng đỡ cho người tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này nên bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rực rỡ. Đặc biệt bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. Tuy nhiên, vận trình công danh của những chú rồng lại chẳng được nhẹ nhàng như chuyện tình cảm. Ngày chịu ảnh hưởng của thiên quan giáng họa, bạn cần hết sức đề phòng các mối quan hệ xã giao trong công việc. Cũng bởi bản mệnh, nếu quá tin người, bộc trực thẳng thắn quá mức thì cũng dễ bị lừa gạt. Những công sức bỏ ra trở thành bọt biển, thành quả vốn tên thuộc về mình thì lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Do đó, hãy nhìn người một cách tin tưởng hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, vận trình tươi sáng, có cơ hội tìm thấy tình yêu cho mình. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, đào hoa nở rộ, thu hút người khác bằng chính sức quyến rũ của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, đề phòng các mối quan hệ xã giao trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cẩn thận có những kẻ đòn đả nói cười, chưa chắc đã là người tử tế. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chớ vội tìm người khác, kẻo bị lưỡng tay trên thành quả của mình. Còn số may mắn 3, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, Mùi, Sửu. Tử vi tuổi Tỵ, hôm nay là ngày mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui. Ngay thần Tỵ nhị hợp, con giáp này nhờ thế mà vận trình tình cảm lên cao, vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Chẳng những vậy, thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú rắn trong hôm nay cũng dồi dào chẳng kém. Ngày làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì cơ đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn. Nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng được lòng tin nơi người mua. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, vận trình tình cảm lên cao, vợ chồng thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, gia đình hài hòa hạnh phúc, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tài lộc dồi dào, người làm công ăn lương có thu nhập ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, biết cách chăm chút hàng hóa để tạo dựng lòng tin với khách hàng. Còn số may mắn 6, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường hồng, cam, quý nhân phù trợ, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Ngọ. Với người tuổi Ngọ,
chính tài mà lại tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, tài lộc cũng chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định, chứ không hoàn toàn là do may mắn. Hỏa kim xung khắc, mối quan hệ giữa những chú ngựa với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa nhé! Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này nhiều, di chuyển vị trí hay tiến hành sửa chữa. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, ngày thích hợp để thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, nên dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, chỉ nên dấn thân vào các dự án đầu tư an toàn, có hiểu biết. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, mối quan hệ đứng trước nhiều thách thức vì thiếu sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đôi lứa nên trò chuyện nhiều hơn để tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Con số may mắn 3, 1, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ Hợi, Thìn. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hôm nay, chính quan ở bên che chở cho người tuổi Mùi nên bạn gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh. Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên cũng khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi cũng sẽ có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp. Bản mệnh cũng có sẵn thiện cảm với đối phương nhưng vẫn còn phải cần thêm thời gian để hai bên thêm hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể tính tới chuyện về chung một nhà. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc trôi chảy hơn nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tinh duyên khởi sắc, đó nhiều tin vui bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, người độc thân được giới thiệu đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, đôi lứa tính chuyện về chung một nhà khi tình yêu ngày càng nồng cháy. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Dậu, Tý. Tử vi tuổi Thân, người tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có xuất hiện của thiên ấn, bởi cát thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mắt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn. Thủy kim tương sinh, người tuổi này rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có được một cái kết hạnh phúc. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2020, tức là ngày 10 tháng 8 âm lịch. Theo hải tượng Lát Ông, ngày 10 âm lịch, nhân thần ở trong, thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, được các thần hỗ trợ tìm ra bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, phát huy được nhiều năng lực tiềm ẩn trước đó. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, dùng chính bản lĩnh của mình để cứu bản thân khỏi khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, đào hòa vượng nên cho người tiếp cận mình cơ hội tìm hiểu về nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, người độc thân nên suy nghĩ cởi mở và chủ động hơn. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu, trắng, quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ. Tử vi tuổi Dậu, chính ấn mang tới cho người tuổi Dậu sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hàng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai của bạn sẽ vô cùng tươi sáng. Ngoài ra cũng đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc.
Hãy tự đi trên đôi chân của mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Ngày Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng xem thường những biểu hiện nhỏ bất thường trên cơ thể. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn để sớm đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc cần rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng xem thường dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, thiên quan ngáng trở khiến cho người tuổi Tuất khá lao đao trong ngày hôm nay. Đây là điểm báo tiểu nhân khiến cho con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối trong chuyện công việc. Lời khuyên cho bạn là tốt nhất nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa đến từ miệng, nhưng đúng là đôi khi người nói vô tâm mà người hè thì hữu ý, hãy cẩn thận vẫn hơn. May mắn, thổ sinh kim, nửa kia chính là chỗ dựa rất vững vàng cho bạn để có thể yên tâm vượt qua những khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, bạn sẽ có thể có được những lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, vận trình lao đao vì tiểu nhân tìm cách ngáng trở. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, kẻ ghen ghét tìm cách chèn ép, khó phát huy được khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, may mắn luôn có nửa kia là chỗ dựa vững chắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên hữu ích. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thần hợi tương hại, người tuổi Hợi chớ hàm chuyện thị phi mà vướng họa vào thân. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, có như vậy thì bạn mới tránh được những rắc rối vốn không liên quan gì đến bản thân. Dù có gặp phải tình huống chia bè phái nơi công sở thì cũng chớ dại đứng về bên nào cả. Nếu không, bạn có thể trở thành đối tượng đứng mũi chịu sao, nhận được sự công kích của người khác. Ngũ hành kim sinh thủy đưa tới mối nhân duyên tốt đẹp để bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn biến thật tự nhiên. Đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ, kẻo người thất vọng sẽ là bạn đây. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, chớ ham chuyện thị phi mà vướng họa vào thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, cứ làm tốt công việc của mình để tránh rắc rối không liên quan. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nên giữ vị trí trung lập ở các tình huống chia bè, chia phái. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, có thể trở thành đối tượng đứng mũi chịu sao, bị công kích trong tập thể. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, nhân duyên tốt đẹp, có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 26 tháng 9 năm 2020 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Sửu, tuổi Tỵ hay tuổi Mùi. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày thứ 7 này? Đó có thể là con giáp tuổi Mão, con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video.